independent and self-reliant, we're going to create the country that is developed and civilized Vietnam. Thank you so much. Và thí sinh đầu tiên bước vào top 5 Miss World Việt Nam, Nam Vương Thế Giới Việt Nam 2024 cũng sẽ là thí sinh chiến thắng giải thưởng Beauty With A Purpose. Xin kính mời sẽ bước dành 2, 5, 6, Võ Tấn Tài. Và lúc này đây, chúng tôi sẽ có một cái thùng thăm, bạn sẽ bốc thăm để lựa chọn ra tên của vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho bạn Võ Tấn Tài. Xin mời bạn. Người mà bạn bốc thăm là tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, phó cục trưởng cục phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp. Xin được trân trọng kính mời. Đầu tiên, trong các tôi chúc mừng bạn đã lọt vào top 5 của cuộc thi Nam Vương Thế Giới Việt Nam 2024. Và sau đây là câu hỏi của tôi dành cho bạn. Theo bạn, thì trong cái thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, thì pháp luật có cái vai trò quan trọng như thế nào đối với mỗi một quốc gia? Xin trân trọng cảm ơn bạn. Tại thân mến, bạn sẽ có 2 phút để trả lời bằng đơn ngữ, và nếu trả lời song ngữ, bạn sẽ có 4 phút. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn sẽ trả lời bằng đơn ngữ hay song ngữ? Tôi xin phép được trả lời bằng song ngữ. Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay thì pháp luật luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì trật tự xã hội, an ninh quốc gia, cũng như là góp phần giữ gìn quyền, giữ gìn xây dựng một xã hội văn minh và công bằng. Ở đó thì không ai sẽ bị bỏ lại phía sau, và mỗi người đều có quyền công dân của mình, và mỗi người sẽ luôn được rèn luyện để có được ý thức để đóng góp cho xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, trong xã hội, trong thời đại hội nhập hiện nay thì có rất nhiều vấn đề đang nổi cộng đang diễn ra, như vấn đề về môi trường, vấn đề về bạo lực mạng, thì vai trò của pháp luật ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong việc thúc đẩy người dân, thúc đẩy những thế hệ trẻ học tập và noi gương theo hiến pháp, pháp luật. Và tôi là một thí sinh của cuộc thi Miss World Việt Nam 2024, tôi ý thức được trách nhiệm cũng như vai trò của mình trong việc học tập và làm việc theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam, và tôi muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để có thể lan tỏa, nâng cao ý thức của thế hệ trẻ Việt Nam. I will answer in English. The law has always played a crucial role in maintaining social order, as well as foster a fair and civilized society where no one will be left behind. And also, national law ensures that everyone has the equal right. And especially in this era of integration, we realize that the role of the law has been more evident. And I, a member of Mr. World Vietnam, I realize that I have the responsibility as well as the responsibilities to study, to learn in accordance with the law, and I will use my influence on the social media to inspire others to live healthily, to study, and to adhere to the law, so that we can contribute to our society and country. Thank you. Số bao dành 0 8 2, cấp hoàng sơ. Chào em, chúc em hoàn thành tốt phần thi của mình hôm nay. Câu hỏi
hỏi đặt cho em đó chính là bạo lực và lạm dụng trẻ em vẫn đang là một vấn đề nghiêm trọng. Là một Mr. World Việt Nam, có những ý kiến gì để bảo vệ quyền lợi của trẻ em và ngăn chặn tình trạng bạo lực, lạm dụng đối với trẻ em? Xin được cảm ơn câu hỏi từ khoa học Lê Hạc Hương. Xin mời bạn. Bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Một là 2 phút để trả lời đơn cử, và hai là 4 phút song ngữ. Bạn sẽ chọn. Đơn ngữ, 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Và trẻ em là tương lai của đất nước. Trẻ em là những độ tuổi phải được yêu thương và được chăm sóc để phát triển. Nhưng ngày nay vẫn còn nhiều hình ảnh trẻ em bị bạo hành, bị lạm dụng. Và Sơn xin được cảm ơn Mr. World Việt Nam 2024 đã cho Sơn cơ hội để đứng đây và lan tỏa cái dự án của mình nên là trẻ cũng hướng đến trẻ em. Và với những hoạt động nhỏ nhoi, những hoạt động đơn giản là chia sẻ đến với các bé, không chỉ những các bé ở nhà, những bé thân thương mà còn những bé có hoàn cảnh khó khăn. Và hãy bản lĩnh, hãy đứng lên, hãy vì một cuộc sống hạnh phúc về những đứa trẻ và sự hồn nhiên của chúng. Xin cảm ơn. Xin chúc mừng thí sinh Trần Hoàng Sơn đã thắng. Một chàng trai đứng ở vị trí cánh trái của quý vị. Mặc dù trong sách vở, phụ nữ thường được miêu tả là những người cần được trân trọng, bảo vệ và yêu thương, song thực tế lại phản ánh nhiều sự khác biệt và có rất nhiều thách thức với phụ nữ trên khắp thế giới. Bạn nhận thấy như thế nào về vấn đề này đang diễn ra trên toàn thế giới và là một thí sinh của Mr. World Việt Nam thì bạn có tâm tư gì về điều này? Bạn đã nói câu hỏi chưa ạ? Chúng ta biết bạn sẽ trả lời đơn ngữ hay song ngữ. Đơn ngữ, thời gian 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Tôi xin cảm ơn câu hỏi của Hoa Hồng Lương Thị Linh. Và sau đây là câu trả lời của tôi. Đối với văn học, tôi học từ bé, phụ nữ thường được rất là yêu thương, nâng niu. Thực sự thì tôi không tin vào điều đó đâu. Đây, chính hẳn đó người mẹ của tôi đang có mặt ở khán đài này. Từ lúc tôi sinh ra, mẹ tôi đã rất khổ, phải làm việc để lo cho con, cho ba của con, tôi và hai chị của tôi, và lo cho cả ba của tôi nữa. Bà phải làm rất là nhiều việc để có tiền nuôi gia đình, làm tất cả mọi việc, mọi thứ. Tôi thấy mẹ là phụ nữ mà mẹ rất là khổ, và chính vì thế với câu chuyện thực tế của tôi mong rằng cánh đàn ông chúng ta, những người con trai, những người con, những người đàn ông, những người chồng hãy luôn yêu thương phụ nữ của mình, nâng niu và hãy yêu thương họ rất là nhiều. À, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chúng ta về. Đến với chiếc bé tiếng từ. Chúng tôi xin được chúc mừng. Một. Một. Sáu. Xin chúc mừng Dương Hoàng Hải. Và câu hỏi của em sau đây. Quyền riêng tư đang trở thành một vấn đề lớn trong thời đại số hóa khi thông tin cá nhân dễ bị lộ. Bạn nghĩ sao về điều này? Và bạn có giải pháp nào để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người? Bạn có hai sự lựa chọn, đơn ngữ hay song ngữ? Dạ, em chọn đơn ngữ. Đơn ngữ, 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Dạ vâng, lời đầu tiên cho Hoàng Hải cảm ơn câu hỏi của diễn viên Linh Tiệp. Và đối với em, quyền riêng tư cá nhân
nó giống như là quyền tự do dân chủ vậy. Và hai cái đấy chúng ta cần phải bảo vệ và giữ gìn. Thì cuộc sống của chúng ta là mỗi người dân, chúng ta luôn sống và làm việc theo pháp luật, chứ chúng ta không nên được tin vào những điều ảo ở trên mạng xã hội hay là ở không gian ảo. Chúng ta sử dụng không gian ảo hay là mạng xã hội để chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ lướt qua, chơi game các thứ, nó cũng chỉ để mục đích, chứ đừng bao giờ lạm dụng vào nó. Ở ngoài kia chúng ta còn ba mẹ, còn anh chị em, còn bạn bè của chúng ta. Và với Hoàng Hải thì đang được đứng ở đây với là thí sinh ở trong top 5 Mr. World Việt Nam năm 2024, thì Hoàng Hải lựa chọn rằng hãy sống ở một cuộc sống thực, còn hơn sống ở một không gian ảo và vô nghĩa. Hoàng Hải xin cảm ơn. Và chúng tôi xin được chúc mừng phiên bản thứ 5, người cuối cùng bước vào top 5, đó chính là xin chúc mừng sân khấu nhà quán Nam Bộ. Câu hỏi dành cho Ngọc đến từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Đặc biệt là các bạn xin mời. Xin chào Đỗ Ngọc, và mình chúc mừng Đỗ Ngọc sẽ bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt phần ứng xử của mình. Và sau đây là câu hỏi của Đỗ Ngọc. Việc sử dụng sản phẩm thiên nhiên thân thiện với môi trường là một trong những cách hiệu quả để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Vậy thì theo bạn, cần có những biện pháp nào để có thể khuyến khích và nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề này? Xin cảm ơn Hoàng Đỗ Hà. Và xin hỏi bạn sẽ trả lời đơn vị hay song ngữ? Em sẽ trả lời song ngữ. Lời đầu tiên xin phép cảm ơn câu hỏi của giám khảo Thị Hà. Hiện nay thì vấn đề bảo vệ môi trường đang là một trong những vấn đề cực kỳ nóng trong thời điểm hiện tại, và một trong những giải pháp mà chúng ta có thể giảm thiểu việc nóng lên toàn cầu đó chính là sử dụng những biện pháp như là những cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Chắc hẳn là khi mà chúng ta nói về bảo vệ môi trường thì tôi sẽ không nói những cái điều nó quá xa vời, mà tôi sẽ xin phép được kể một câu chuyện của tôi. Khi mà tôi tham dự vòng sơ khảo của Mr. World Việt Nam, và trước một hôm đó tôi có tới thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó thì tôi tản bộ trên đường khoảng 5 tới 10 phút, và tới buổi tối ngày hôm đó thì tôi bị đau đầu và bị sốc nhiệt. Và khi đó tôi mới nhận ra rằng là Sài Gòn nó nóng như thế nào. Và sự nóng lên toàn cầu nó chính là tác hại, nó chính là nguyên nhân và tại sao tôi gặp những vấn đề như vậy. Và chắc là chúng ta đều biết rằng là vấn đề môi trường đang là một trong những vấn đề cực kỳ nóng vào thời điểm hiện tại. Đôi khi những cái tác hại trực tiếp của môi trường, những cái tác hại trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu nó ảnh hưởng tới chúng ta, thì chúng ta mới nhận rõ được ý thức của chúng ta bảo vệ môi trường như thế nào. Và đối với tôi, hãy suy nghĩ rằng là việc bảo vệ môi trường không chỉ là việc của chính phủ, mà nó là việc của mỗi công dân của chúng ta. Từ việc chúng ta sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường thay vì những cái sản phẩm mà không có thể phân hủy được, và bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng những cái hành động khác như là tắt đèn khi không sử dụng, hay là tham gia những cái hội nhóm bảo vệ môi trường. Và tôi tin rằng là khi mà chúng ta có được những hành động nhỏ, chúng ta cùng nhau tạo nên những kết quả lớn. Tôi xin cảm ơn. In the world of globalization, I believe that the global warming is the thing that we have to care for. We have to use the plastic bag less to protect our environment. And throughout my story, you know, I've got to say that the global warming is the thing that we have to take action to solve it. This, because we also have to raise the awareness of other people and our citizens that the global warming and, you know, the issues of the environment is not just a responsibility of an authority, it's also a responsibility of each person.
we as each person of our community, we have to take an action. We have to take a really, really small action to protect our environment. And I believe that together, if we do so, we can build a better future for ourselves, for our future generation. Thank you so much. Xin được chúc mừng Superman 234 Kintami. Xin được chúc mừng 256 Võ Tích Hoàng. Và người cuối cùng đó chính là Superman 054 Võ Tích Hoàng. Chủ nhân của danh hiệu Á Vương 2 Mr. World Việt Nam Đẹp Tư Thế Giới Việt Nam 2024, Á Vương 2 sẽ thuộc về một bác sĩ tương lai của tương lai. Xin chúc mừng 2024 Trước tiên cảm ơn tất cả 29 các em thí sinh đã cống hiến cho đêm nay thật là đẹp. Tôi nghĩ rằng là tất cả các khán giả sẽ nhớ các bạn và chúng tôi cũng sẽ nhớ các bạn. Chúng ta sẽ cố gắng tạo nhiều cơ hội để có thể cùng làm việc với nhau. Now, congratulations to both of you, the top two of Mr. World Vietnam 2024. And one of you will become a winner tonight after a moment. And participate to the Mr. World will be hosting in Vietnam in September in our country. I think that's a very interesting journey in your life, but not easy. So that's why you will have an extra question now. Do you think that? Are you ready? Okay. Và kính thưa chị Dung, để đảm bảo công bằng, một trong hai thí sinh sẽ phải đeo tai nghe để không nghe được câu trả lời của bạn. Do you believe that overpopulation is the global issue nowadays? Thank you to the question of Ms. Phan Kim Dung. To me, that we are living in the world of globalization. And sometimes, the overpopulation is a really, really big issue that we have to face. But I believe that everything has two sides, and overpopulation is just like a two-sided sword. Because if the population doesn't grow enough, we have to face another major challenge. It's the aging population. And Vietnam is one of the fastest aging population rate in the world. And as long as concerned that, according to the VTV, in the next 15 years, that one each young person have to support economically for four elderly people. Yeah. And I do believe that the reason is because of the stress, the pressure that puts on each young student. And I think that this is not just only the issues of authorities, but also the responsibility of each young person. Because if we, each young person, are resilient, independent, and self-reliant, we're gonna create the country that is developed and civilized Vietnam. Thank you so much. Điều này chứng tỏ là thí sinh còn lại đã rất sẵn sàng để bước lên phía trước. Mời Tuấn Bình anh trước tôi. Chúng ta bước lên phía trước bạn nhé. Lúc này đây sẽ là cơ hội dành cho bạn. Liệu bạn có thành nam vương của đêm nay không? Xin mời chị Dung. Nãy giờ em có nghe Tuấn Nam nói gì không? Dạ không ạ, mà thật sự là em nghe tiếng nhạc đùng đùng thôi. Em không nghe gì, không nghe gì hết. Okay, now your question. Do you believe that overpopulation is the issue global in nowadays?
First, I would like to give my sincere thanks to you. You are absolutely gorgeous today. I think that overpopulation is not a new issue. And of course, we have to, and of course, overpopulation has a lot of pressure, has put a lot of pressure on our environment, on our global economy. But I think that instead of blaming overpopulation or underpopulation, we have to focus on educating our young generation so that we will have a well-qualified workforce, a well-educated workforce for our global economy, and from that we will solve a lot of environmental problems as well, and we will create a sustainable environment. But more importantly, especially in poorer countries, we have to learn how to educate girls, teenage girls on birth control, on gender knowledge, especially empower women to follow their dream, to pursue what they want, so that they can make their dream come true and become an important part in the society. Only when the role of women in society is enhanced, can the population pressure be reduced, I think. Thank you. Thank you.